Sáng ngày 10 tháng 7, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền nghi vấn Lý Hiện đang hẹn hò hot girl mạng Hiểu Tuyết. Loạt bằng chứng tình cảm của cặp đôi được các thám tử online lùng sục và tìm ra mới đây, dù người trong cuộc chưa lên tiếng. Theo đó, một fan phát hiện Hiểu Tuyết đang theo dõi fanpage nổi tiếng của Lý Hiện trên Weibo sau khi mua quần áo từ hot girl này. Chưa hết, Hiểu Tuyết còn công khai với người hâm mộ rằng cô có bạn trai người Hồ Bắc. Trùng hợp thay, tài tử cá mực hầm mật lại sinh ra ở Kinh Châu, Hồ Bắc. Chưa hết, địa chỉ IP cập nhật Weibo của hot girl này luôn trùng với địa điểm Lý Hiện có mặt. Cả hai từng có mặt ở Chiết Giang, Phúc Kiến, Vân Nam, dù Hiểu Tuyết sống ở Trùng Khánh. Vào tháng 1 năm 2023, Hiểu Tuyết chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến đi hoành điếm Bắc Kinh. Tại thời điểm đó, nam diễn viên họ Lý đang ở Bắc Kinh và có lịch trình quay phim tại Hoành Điếm. Hiểu Tuyết và Lý Hiện còn xuất hiện tại concert của Châu Kỳ Luân cùng thời điểm. Cả hai đều có món ăn yêu thích chung là cà rốt và thịt bò. Ngay khi tin hẹn hò rầm rộ mạng xã hội xứ Trung, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra Weibo của Hiểu Tuyết, cũng như lùng sục thông tin về hot girl này. Khán giả cũng ngóng chờ phản hồi từ phía Lý Hiện, bởi từ trước đến nay, anh rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, đại bộ phận người hâm mộ của Lý Hiện cho rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ. Chỉ với việc trùng IP thì không thể kết luận thuần tượng của họ đang hẹn hò. Ngay cả bức ảnh chụp chung cũng không có. Chỉ dựa vào việc trùng IP mà có thể kết luận yêu đương thì fan ngay cả quyền làm rõ cũng chẳng có nữa là. Hơn nữa, một người hơn 30 tuổi yêu đương thì có bị coi là trời sập không? Không có việc gì thì chờ các bộ phim sắp phát sóng của Lý Hiện đi. Thật quá đáng. Trùng IP thì có thể phán đoán là yêu đương sao? Bạn nghĩ sao về tin đồn hẹn hò của Lý Hiện? Hãy để lại bình luận nhé!